Chào mừng quý chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Te ạ. Hôm nay con xin giới thiệu với cô chú anh chị lô măng cụt Thái ghép bên con ạ. Cái lô này số lượng có hạn nha cô chú anh chị ha. Tất cả các cây đều được cây trắng ba hết nha cô chú ha. Dạ. Góc ghép nè cô chú anh chị. Dạ, con mới đem mai vườn ra dựa đang chuẩn bị đóng đi cô chú anh chị ha. Nay con xin chia sẻ của chú anh chị ạ. Cái lô này nay cứng chịu của chú anh chị ha. Vậy tôi ghép đây này liền hết thì của chị ha. Dạ. Ưu việt con cái là trắng ba này thì chú đặt xuống đất thì nó phân tàn rất là nhanh của chú chị ha. Nó chị coi em con ạ. Dạ đây. Dạ. Phân tàn rất nhanh. Bộ tàn sâm thì chắc chắn của chú anh chị là tái nó sẽ nhiều của chú anh chị ha. Tại vì măng cục thì nó ra tái tinh đọt của chú anh chị ha. Mỗi cái đọt này của chú anh chị. Dạ. Đổ được bộ tàn sâm mà nó ra tái rất là nhiều ạ. Trồng măng cục thì rất là dễ của chú chị ơi. Ít sâu bệnh lắm. Dạ. Tại nó, cái dòng mũ á của nó, đặc tính của nó thì nó khó có con rụng con nào cắn phá lắm chú chị. Đất non thì của chú anh chị có thể dạng thường thường nó có hiện tượng gọi là này là gọi là sâu dễ bùa của anh chị ha. Dạ. Của chú anh chị có thể bắt hoặc là xịt sâu dễ bùa thì nó hết là của chú chị. Ngoài ra thì cũng rất là dễ của chú chị. Dạ. Thường thường miếng mà bọc non gì của chú anh chị xương xương áo chấp kẽm mình con cộng với miếng hút sâu người người nó là ok của chị ha. Thì cây nó dạng nó đủ lực, nó phát triển của tàn nhiều thì nhanh thì nó sẽ cho tái nhiều hơn của chú anh chị ha. Đây trắng ba hết của chú anh chị ha. Góc ghép của bên con đây. Dạ. Gần bằng ngón tay út luôn chú chị. Có cái thì lớn bằng ngón tay út luôn chú chị ha. Không có lớn quá được của chú chị ha. Lớn quá ghép nó có hiện tượng gọi là nó tuột lá. Thứ hai nữa là cái hiện tượng gọi là gọi là nó dạng nó già cây quá chú chị, ghép cũng dính luôn chú chị ha. Lô này đặt xuống là hết liền chú chị ha. Cây con thì đang ở trong nhà mát nữa chú chị ha. Vậy của chú anh chị có thể che lại giùm con nha, che chắn lại giùm con rồi cho nó cây nhấp nắng từ từ nha chú anh chị ha. Cây này thì được cái nó xuống là nó phân tàn liền hết chú chị. Cái lô này con số lượng có hạn của chú anh chị ha. Dạ, tại vì con tuyển chọn những có cái bo chất lượng nhất là con ghép đó của chú anh chị. Dạ. Đây. Cô xin chân thành cảm ơn của chú anh chị đã luôn đồng hành ủng hộ với tụi con ạ. À. Xin cô chú chị nó bấm đăng ký kênh và giới thiệu nhiều người đăng ký kênh ủng hộ chị em con ạ. Lô này rất mướt nha cô chú chị ha. Con tạm kết thúc video đây cô chú chị. Cô chú chị mua cây giống liên hệ bên chị con à vào lúc 18 giờ nha cô chú chị ha. Ban ngày chị con đi làm nha cô chú chị ha. Dạ. Dạ. Trồng một cây ăn hoài ăn mãi luôn chú chị ơi, mấy đời người luôn của chú chị ơi, rất là tuổi thọ là rất là cao, rất là bền của chú chị ha. Thì nó nhanh cho hoa cho tái như chú chị, tầm khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm là sẽ cho hoa rồi. Cho tái rồi của chú chị ha, tầm 1 năm có thể là cho tái của chú chị coi mặt con tái luôn rồi của chú chị ha. Tại vì dòng măng cục này nó già đọt nó sẽ ra hoa ở những cái đầu này của chú chị ha. Dạ. Được bộ tàn sâm thì nó sẽ nhanh cho hoa cho tái à. Thì cho tái nhiều hơn nếu chú chị ha. Có gì trong quá trình chăm sóc thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn alo nhắc máy lên, alo hai chị em con với chú anh chị. Con xin chia sẻ và đồng hành của chú anh chị ạ. Dạ, con xin kết thúc video đây của chú anh chị ha. Dạ. Chờ những video tiếp theo của tụi con với chú anh chị ha. Con xin chân thành cảm ơn ạ.